Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về be going to nhé. Bài của chúng ta sẽ được chia làm hai phần. Thứ nhất là cách dùng. Thứ hai là cấu trúc câu, structures. Chúng ta nhìn vào ví dụ ở đây. We are going to buy a TV. He's going to take up the music. Trong câu số 1, are going to buy. Câu số 2, he's going to take up. Hai câu này đã được sử dụng cấu trúc be going to. Cách sử dụng thứ nhất, để nói về kế hoạch tương lai, plans and intentions. Ví dụ, today I'm going to drive my new motorcycle, then I'm going to phone my best friend, and finally I'm going to read my favorite novel. I'm going to work hard next term. Hôm nay tôi dự định sẽ lái cái xe mới của tôi, và sau đó tôi sẽ gọi điện cho người bạn thân nhất của tôi, và cuối cùng thì tôi sẽ đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích của tôi. Kỳ tới tôi dự định học hành rất chăm chỉ. Đó là kế hoạch tương lai. Cách sử dụng thứ hai, để nói về predictions based on the present evidence. Nói về một cái dự báo ở tương lai dựa vào những cái khách quan ở thực hiện tại, sự thật khách quan ở hiện tại. Look at those black clouds, it's going to rain. Hãy nhìn những đám mây đen kìa, trời sắp mưa đó. Đó là một cái dự báo tương lai, đúng không? Dựa vào cái thực tế đó là những cái đám mây đen. Tiếp theo là về cấu trúc câu be going to. Trong câu khẳng định, cấu trúc của câu sẽ là subject, am, is, are, going to, verb. Now, for example, I'm going to live in New York the next year. Tôi dự định sẽ sống ở New York vào năm tới. Chúng ta thấy chủ ngữ ở đây là I, cho nên chúng ta sử dụng động từ to be sẽ là am, sau đó going to live, đúng không? Tiếp theo, câu phủ định. Cấu trúc sẽ là subject, am, is, are, not going to verb. Chúng ta sẽ thêm not vào sau am, is hoặc are. For example, they aren't going to visit their parents next summer. Aren't going to visit. Trong câu hỏi nghi vấn, cấu trúc sẽ như sau. Am, is, are, subject, going to verb. Trả lời. Hai cách trả lời. Thứ nhất, yes, subject, am, is, are. Hoặc no, subject, am, is, are, not. Now, for example, are you going to work in the bank? Yes, I am. Or no, I'm not. Bạn dự định sẽ làm ở ngân hàng chứ? Vâng. Hoặc không, tôi không. Tiếp theo là một số những cái dấu hiệu nhận biết trong câu để sử dụng be going to. Trong câu có thể xuất hiện tonight, tomorrow, the day after tomorrow, this month, this week, in 2025. Đấy là một số những cái dấu hiệu nhận biết. Ví dụ, we are going to take an exam this week. Trong câu này, this week, chúng ta thấy xuất hiện cái từ this week, cho nên chúng ta sẽ sử dụng be going to. We are going to take. Hoặc câu số 2, it's going to rain tomorrow. Tomorrow, dấu hiệu ở đây là tomorrow, cho nên chúng ta sử dụng it's going to rain. Chúng ta đã hoàn thành về việc tìm hiểu cấu trúc và cách sử dụng của be going to. Bây giờ chúng ta sẽ có một bài tập nho nhỏ để chúng ta thực hành. Now, exercise. Match the pictures with the sentences below. Chúng ta sẽ nối bức tranh cùng với các câu. There are five pictures here, okay? And we have five sentences here.
So now you match the pictures with the sentences. Now the first pictures. Bức tranh số 1. You can see a man with a car. Okay, so the sentence is bức tranh số 1 chúng ta thấy là có một người đàn ông cùng xuất hiện với một cái ô tô. Vậy chúng ta sẽ nối với câu nào cả lớp nhỉ? Okay, good. With the sentence, he's going to buy a car. Anh ta sẽ mua một cái ô tô đấy. Okay, so now the second pictures. Bức tranh số 2. You can see a cow with green glass. Okay, chúng ta có thể nhìn thấy một con bò với những khóm cỏ xanh. Okay, vậy thì chúng ta sẽ nối với câu nào nhỉ cả lớp? Okay, it's going to eat the green grass. Con bò sẽ ăn những đám cỏ xanh đấy. Nào bức tranh số 3, các em nhìn nhá. Ok, chúng ta nhìn thấy có một cái bút và một cái tờ nốt đúng không? Vậy sẽ ghép với câu nào cả lớp nhỉ? Ok, she's going to write a note. Cô ấy sẽ viết một cái ghi chú. Now look at the last pictures. You can see a couple, a happy couple. Chúng ta có nhìn thấy một bức tranh cuối cùng. Đó là một cặp đôi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ ghép với câu nào? They are going to get married. Họ sắp kết hôn. Okay. The last picture, too easy. Okay, so the sentence, they are going to have a picnic. Họ sẽ có một cuộc đi chơi. Okay, thế vậy là chúng ta đã hoàn thành phần tìm hiểu về be going to. Hẹn là gặp lại các em lần sau nhé. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Thank you.